À, thì cũng như thường lệ là nói đầu tiên em xin kính chào quý bà con, cô chú bác, quý anh chị bạn bè gần xa, chị em bà con bên nội bên ngoại, chị em ở trong nhà và chị em ở ngoài luôn hen. Em xin kính chúc tất cả mọi người lúc nào cũng gặp nhiều điều may mắn, sức khỏe dồi dào, thân tâm thì luôn an lạc nghe cả nhà. À cả nhà ơi, hôm nay em đi nhận lương. Nhận lương của ông YouTube. À, hôm nay là ngày đầu tiên em đi nhận lương luôn á cả nhà, thì em nhận được bao nhiêu em sẽ cho cả nhà xem nha. Đang chuẩn bị cả nhà ơi, đang chuẩn bị giờ đi ngân hàng nhận lương thôi, thì cuối cùng á cả nhà em cũng được đi rút tiền của ông YouTube rồi cả nhà ơi. Cuối cùng ông YouTube cũng trả lương cho em rồi, hy vọng là ông sẽ trả cho em đều đều hoài hoài, mà trả cho em càng ngày càng nhiều nghe cả nhà. Người tham dễ sợ ha. Thật ra thì nói chung là làm YouTube cả nhà vui một phần, nếu mà nó có được nhiều tiền thì cũng vui nữa cả nhà ha. Nói chung niềm vui đi đâu với cả nhà. Dạ thôi em đã chuẩn bị xong rồi, thì thôi hôm nay cả nhà hãy cùng em đi lãnh lương con YouTube nghe cả nhà. Dạ thôi bắt đầu chúng ta hãy đi thôi nào, let's go. Dạ đây cả nhà ơi, đây là cái thùng ATM nha cả nhà. Đó thì bây giờ cái chỗ này là em sẽ bỏ cuốn sổ vô để lẫn sổ ngân hàng của em đây cả nhà. Còn ở bên này là cái chỗ bỏ cái thẻ đó cả nhà, nhưng mà không có cái thẻ. Không có cái thẻ thì mình bỏ cái sổ cả nhà. Thì em đã bấm cái số bí mật rồi, nó đang đếm tiền đó cả nhà. Thì cái này kia chưa đang kiếm tiền. Thì cái chỗ này là cả nhà. Đó, mình sẽ nhận lại cuốn sổ. Đó, và tiền của em nằm đây cả nhà. Ồ, cả nhà thấy chưa? Đây. Cả nhà ơi, em đã về đến nhà rồi nè cả nhà. Em cho cả nhà xem nha. Đây. Đây là lần đầu tiên em nhận được tiền của ông YouTube nghe cả nhà, lần đầu tiên, tháng lương đầu tiên nghe cả nhà. Đó. Thì trước khi cho cả nhà biết em nhận được bao nhiêu tiền á, thì em cũng có vài lời gửi đến cho tất cả mọi người, gửi đến cho quý vị khán giả, quý bà con, cô chú bác, quý anh chị bạn bè gần xa, chị em bà con bên nội bên ngoại, chị em ở trong nhà, chị em ở ngoài luôn hen. Em xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Tại vì nhờ cả nhà thân yêu đã xem cho em á, và đã view cho em, đã đăng ký cho em, thì em mới có được cái ngày hôm nay nghe cả nhà. Đó, nói chung là em có được cái ngày hôm nay thì em cũng nhờ cả nhà thôi. À, thì một lần nữa em cũng xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Em cảm ơn cả nhà nhiều nha cả nhà ơi. Thì cả nhà biết không, thật ra thì em lúc mà em bật BKT là vào cái tháng 20 tháng 1 á cả nhà, 20 tháng 1. Thì đến tháng 4 là em được đủ cái điều kiện mà gọi là được 100 đô á cả nhà. Thì ông YouTube ổng chuyển cho em, nhưng mà không có phải là chuyển tháng 4 đâu. Tháng 4 em đã đủ cái điều kiện rồi, nhưng mà ổng đến tháng 5 ổng mới chuyển cho em á cả nhà. Tức là ổng giam mình lại một tháng. Ổng giam một tháng ổng mới chuyển ngay cả nhà. Đó. Thì hôm nay một chút xíu nữa em sẽ cho cả nhà xem là mỗi một tháng em kiếm được bao nhiêu tiền nghe cả nhà. Với lại em cũng cảm ơn cả nhà thân yêu đã tặng tiền cho em trong suốt thời gian qua đó. Cũng có mấy anh chị yêu thương thằng nhỏ, muốn cho thằng nhỏ sớm đi nhận lương của ông YouTube. Đang ra tặng tiền cho thằng nhỏ, thì em cũng xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Cảm ơn quý vị khán giả nè, quý bà con, cô chú bác, quý anh chị bạn bè gần xa luôn nha, chị em bà con bên nội bên ngoại nha. Trong suốt thời gian qua, mặc dù là em chia sẻ có nhiều cái clip là không có hay, không có hấp dẫn, thì cả nhà cũng vẫn xem cho em, nói chung thì cũng góp ý cho em. Thì nhờ cả nhà góp ý cho em á, thì ngày hôm nay, nói chung á là đến ngày hôm nay thì thật sự ra mà nói, cái clip của em làm nó chưa có hay lắm đâu, nó chưa có hoàn chỉnh đâu, nhưng mà so với cái lúc đầu á, lúc đầu tiên thì cũng ok hơn một chút xíu. Cũng ok hơn một chút xíu,
Thì nói chung thì cũng nhờ những cái ý kiến của cả nhà thôi cả nhà ơi, với lại nhờ cả nhà đó thì em mới có được cái ngày hôm nay là được đi rút tiền của ông YouTube này cả nhà. Nó được đi rút tiền của ông YouTube thì em sẽ cho cả nhà biết là nhiêu đây, em rút được nhiêu nha. À, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 năm. Tức là được 135.000 won nghe cả nhà. Thì cái tiền hàng ở bên này á cả nhà tính đây, nó gấp 20 lần so với tiền Việt Nam nghe cả nhà. Nó thì được nhiêu đây là được 2 triệu 700 ngàn nha cả nhà. Nói chung là tiền hàng với tiền Việt cái nó chênh lệch nhau là 19 mấy 20, thì em cứ tính là 20 đi cả nhà, 20 đi cho nó chẳng. À, tính cái máy máy lẻ lẻ chi cho nó mất công. Thì được 20 nha cả nhà. Đó. Nhưng mà tiền đô của em á là tiền trong cái khu tài khoản Google của em á là được 135 đô á cả nhà, được 135 đô. Thì cái tiền đô với tiền hàng nó chênh lệch với nhau là giống như là 10.000 tiền đô đi, thì tiền hàng nó tính ra là gần 12.000 á cả nhà. Nhưng mà không hiểu sao ông YouTube ổng chuyển cho em đúng y như vậy cái tiền đô trong trong cái GA luôn cả nhà, chứ ổng không có chuyển hơn cho em. Tức là 135 đô thì chỉ chuyển cho em đúng là 135.000 won thôi, không có hơn cho thằng nhỏ chút xíu nào. Công nhận ổng ăn phí mắc ghê. Thiệt, ăn phí thì mắc cái sợ. Nó ở ngân hàng ở đây em ăn em mua đó cả nhà, tiền phí nó cũng đâu có mắc dữ vậy, mà công nhận ông YouTube nó ăn phí mắc quá. Nói đùa với cả nhà như vậy thôi chứ ổng cho nhiêu thì em lấy nhiêu, chứ làm sao em biết được tiền của ổng là ổng giữ cho em bao nhiêu. Nói chung là làm YouTube thì chơi mạng xã hội mà vừa được chơi vừa được có tiền nữa cả nhà, thì thấy cũng vui vui cả nhà hen, thấy cũng vui. Và cũng hy vọng là tháng đầu tiên em nhận được 135 đô, tháng thứ hai thì em sẽ nhận gấp đôi, thứ ba sẽ nhận gấp ba, thứ tư sẽ nhận gấp tư. Vậy đi cả nhà ha, nói chung thì mơ ước nhỏ nhoi thôi, mơ ước nhỏ nhoi thôi cả nhà ơi. Thật ra là làm YouTube kiếm tiền khó quá cả nhà, khó quá thật sự, rất là mệt mỏi nó. Nhưng mà nói chung thì làm mà cũng không có nhiêu tiền đâu cả nhà ơi, tại vì bao nhiêu tiền đây được 130 mấy đô mà tính ra gần 2 năm trời làm YouTube đó cả nhà. Cả nhà thấy ha, chua không? Quá chua. Chưa kể là mất ăn mất ngủ, tóc bạc da nhăn đó, con mắt thì thâm như hai con gấu trúc. Không, kiếm được 1.000 subscribe với lại hả 4.000 giờ chạy lên bờ xuống ruộng luôn đó, rồi xong rồi cái gì nợ nần thì chồng chất. Rồi gì nữa ta, chưa kể là cái đầu óc bây giờ nó bị rối loạn não bộ nữa chứ nó. Cuối cùng quay quay clip cuối cùng không biết quay gì luôn đó. Chứ đâu phải là dễ đâu cả nhà, nó cầm được cái tiền của ông YouTube không phải dễ đâu cả nhà ơi, không phải dễ đâu, phải dùng cái đầu của mình. Nói chung là phải nói chung là làm việc á, bằng cái sức lao động bằng tay chân thì nó khỏe rồi, nhưng mà cả nhà làm việc bằng cái đầu á, trời ơi nó nhức đầu dữ lắm luôn cả nhà ơi, bởi vì giờ tóc nó rụng hết. Vậy mà còn có nhiều người không cầm được cái tiền của ông YouTube luôn á cả nhà. Không, em nói thiệt nha, không phải em khóc với cả nhà đâu, nói thiệt à, có nhiều người chưa có đi rút tiền được của ông YouTube nữa đó. Đó, em làm gần 2 năm rồi, năm mấy rồi em mới đi rút được nhiêu đây, mà cả nhà biết em lên bờ xuống ruộng không, vất vả lắm luôn em mới được nhiêu đây, chưa kể là cả nhà thân yêu có bỏ ra nhiều cái thời gian quý báu kiếm tiền của cả nhà mà xem cho em nữa. Chứ không phải là quay cái clip đăng lên cái là đơn giản đâu, không có đơn giản đâu, khó lắm nó. Chứ cả nhà không có bỏ ra cái thời gian quý báu xem cho em mà biết nào em mới rút được như đây, em đâu có tự xem cho em được đâu. Đúng không cả nhà, nói thiệt thôi, nói chơi vậy thôi, chứ em cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Nói chung thì cũng là một như đây thì cũng gọi là cái gì, cái sự mà thành công rồi cả nhà ha. Tại vì cái giai đoạn đầu á là đã thành công rồi, cái giai đoạn thứ hai cũng đã thành công rồi, và cái giai đoạn thứ ba thì cũng đã thành công rồi, là đã được đi rút tiền con YouTube rồi. Nói chung như vậy là cho thành công đi cả nhà ha. Và cái sau này ở những cái việc kế tiếp á thì chắc có lẽ là em sẽ làm như thế nào đó để ra nhiều cái clip hay hơn để cho quý vị khán giả, quý bà con cô chú bác á xem đỡ phải nhàm chán. Chứ em không biết cả nhà xem em có chán hay không, chứ em thấy em cũng chán quá trời.
em thấy cũng chán quá trời. Nhưng mà nó thiệt sự với cả nhà cũng thông cảm cho thằng nhỏ nha. Tại vì thằng nhỏ á, bao nhiêu là công việc hết trơn á, đi quay ngoại cảnh á cả nhà. Chỉ có ngày thứ bảy chủ nhật là em rảnh thôi, nhưng mà ngày thứ bảy chủ nhật em phải lo cho chồng con em nữa cả nhà. Ngày thường thì em phải đi học tới chiều em mới về lận, tới trưa xế xế em mới về, thì mình không có thể nào mình đi quay ngoại cảnh được cả nhà. Đâm ra là buộc em phải quay vlog hoặc là ăn uống cuộc sống sinh hoạt hàng ngày á, thì cả nhà xem á, cả nhà thấy mà nói chung mà cũng nhàm chán rồi thôi, cả nhà cũng xem cho em được, nói chung thì cũng 5-10 phút gì cũng được, nhiều đó thì cũng ok lắm rồi đó cả nhà. Thì cả nhà cũng dính ra 5-10 phút xem cho thằng nhỏ nghe. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Dạ thôi thì em sẽ cho cả nhà xem mỗi một tháng em kiếm được bao nhiêu tiền nha cả nhà. Dạ đây cả nhà, đây là cái tháng 1 là em đã bật BKT cả nhà. Thì đây là tháng 1 của em nè cả nhà. Nói em được 12 đô 97 sen nghe cả nhà. Đó. Dạ cái tháng 2 của em nè cả nhà. Tháng 2 của em là được 20 đô nghe cả nhà. Cả nhà thấy ghê chưa? Bắt đầu tháng 3 của em nè cả nhà. Nè tháng 3 của em là được 58 đô, 58,09 đô này cả nhà. Thì bắt đầu tháng 4. Tháng 4 của em là được 43 đô 26 sen nghe cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Em tháng đầu tiên thì làm được có 12 đô cả nhà. Thì nói chung thì em mới bật BKT từ lúc mà ngày 20 tháng 1 nghe cả nhà, ngày 20 tháng 1 thì nói chung thì mới bật BKT không có nhiêu tiền hết trơn á cả nhà ơi, nhưng mà nhờ tiền của mấy anh chị cho em không à. Thiệt, nhờ tiền của mấy anh chị cho em chứ mới bật BKT thì không có nhiêu tiền hết á. Nó tính cái thời điểm hiện tại bây giờ thì cái kênh của em nó cũng chưa có được phát triển mạnh lắm, cho nên thì cũng mong là quý vị khán giả, quý bà con, cô chú bác, bạn bè gần xa đó thương yêu mến thằng nhỏ thì cũng xin cho thằng nhỏ một like, một lượt đăng ký nha cả nhà, để ủng hộ em cho cái kênh của em mỗi một ngày một phát triển nha cả nhà. Dạ thôi thì hôm nay em cũng xin làm cái clip đến đây thôi nha cả nhà. Một lần nữa thì em cũng xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi hết cái clip của em nha. Thì em cũng xin kính chúc cả nhà lúc nào cũng gặp nhiều điều may mắn, sức khỏe dồi dào, thân tâm thì luôn an lạc nha cả nhà. Và đặc biệt một cái nữa thì người người nhà nhà lúc nào cũng có cơm no áo ấm nha cả nhà. Dạ thôi em xin kính chào tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà vào cái clip sau nữa nha. Dạ thôi em xin kính chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.